được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Úc cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và việc tìm ra khóa học và ngành nghề yêu thích là cả một quá trình tìm hiểu kỳ công. Trước tiên thì bạn phải chọn những lĩnh vực mà bạn có hứng thú. Từ đó thì bạn có thể đặt những nghề nghiệp nằm trong lĩnh vực đó lên bàn cân, rồi bắt đầu tìm kiếm cho mình khóa học phù hợp. Chẳng hạn, nếu bạn thích ngành công nghiệp, dịch vụ và khách sạn, bạn có thể đang nghĩ đến việc trở thành một đầu bếp hay là công việc quản lý khách sạn, đòi hỏi bạn phải có bằng đại học. Bạn mong muốn du học Úc nhưng vẫn chưa biết đâu là ngành học phù hợp với mình. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin đưa ra một vài lời khuyên giúp bạn về việc chọn ngành học. Đầu tiên là bạn cần phải biết thế mạnh cũng như là đam mê của mình là gì. Hãy tự hỏi bản thân về sở trường, những hoạt động yêu thích và nhất là nguyện vọng bạn muốn thực hiện trong tương lai. Học một chương trình đại cương, đây cũng là một cách nếu bạn thực sự bế tắc về lĩnh vực muốn học sâu lên, bạn có thể tìm đến những ngành học chung chung như là nghệ thuật, khoa học, y tế, kinh doanh. Những khóa học này thì sẽ giúp bạn tiếp cận được với một số môn học đại diện cho những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là một tấm bằng nghệ thuật sẽ thường bao gồm những môn học như là lịch sử, tâm lý học, ngôn ngữ và điện ảnh. Một khi đã tìm ra ngành nghề mà bạn yêu thích, bạn có thể học chuyên ngành về ngành đó ở cấp học cao hơn. Bạn cũng có thể học chương trình hai học phần. Nếu đang quan tâm đến những ngành như là y khoa, luật, sư phạm, kiến trúc hay là nha sĩ, thì bạn nên biết rằng ở Úc có rất nhiều trường tổ chức các khóa học gồm hai học phần, trong đó thì bạn sẽ phải hoàn tất cử nhân đại cương của lĩnh vực liên quan, sau đó đi sâu hơn vào chương trình chuyên ngành ở cấp cao hơn. Điều này tương tự như khi học y khoa, bạn sẽ được học đến những kiến thức chung trước, sau đó đi vào chuyên sâu. Và việc này sẽ giúp cho các bạn có thêm thời gian để đưa ra quyết định về nghề nghiệp mà bạn mong muốn theo đuổi. Tuy nhiên thì nó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tốt nghiệp. Hãy học thử chương trình học ngắn hạn. Nếu không thực sự chắc chắn mình có hợp với ngành học đã chọn hay không, thì bạn có thể đăng ký vào chương trình ngắn hạn để học thử trước. Nếu đang có ý định học một khóa nâng cao 2 năm trong lĩnh vực kế toán, tại sao bạn không thử đăng ký qua một chương trình cấp giấy chứng nhận trong vòng 6 tháng và cũng được giảng dạy tại chính ngôi trường mà bạn đang nhắm đến. Một khi đã đưa ra quyết định theo tới cùng, thì bạn có khả năng chuyển được kết quả học tập của mình qua chương trình cấp bằng nói trên. Và lời khuyên cho bạn là để chắc ăn, bạn nên liên hệ trước với những ngôi trường bằng cách trao đổi với các tư vấn viên của Tân Đại Dương để có được những thông tin chính xác. Hoặc là bạn cũng có thể học chương trình dự bị đại học. Các khóa dự bị không chỉ mang lại cho bạn cơ hội ổn định cuộc sống và làm quen với phương pháp giáo dục của Úc, mà còn giúp cho các bạn khám phá về ngành học sắp theo đuổi, vốn được thiết kế liên quan trực tiếp đến các ngành học, chẳng hạn như là khoa học, nghệ thuật hay là thương mại. Hãy tận dụng cơ hội này để đi trước đón đầu những môn học mà bạn sẽ đối mặt trong thời gian sắp tới. Và hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chọn ngành học phù hợp. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Úc, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đình, quận Nhất. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở thành phố biển Nha Trang và chi nhánh ở quận 5. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Các bạn có thể nhấn subscribe để theo dõi những clip tiếp theo cập nhật thông tin du học Úc bổ ích. Sau đây thì xin mời các bạn xem một clip chia sẻ của các bạn du học sinh Úc. Chào các bạn, mình tên là Trần Khánh Vy, năm nay mình 20 tuổi. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa nhận được visa đi học Úc. Cảm giác của mình là không có tả được nữa. Vui quá rồi, ngủ không được luôn. Qua Úc mình sẽ học trường La Trót tại Melbourne. Trước khi mà đi học ở đây thì mình đã tìm hiểu trường và được các anh chị ở trung tâm tư vấn Tân Đại Dương hướng dẫn cũng như là làm giấy tờ cho mình. Trước tiên thì bản thân của mình thì mình rất là thích nước Úc. Mình không có chọn trường hay là chọn nước mà theo quán tính của mình là phải là những nước lớn hay là những trường quá nổi tiếng để có thể được đi học. Bởi vì theo mình á là mình đi á là bởi vì mình yêu thích, cũng như là mình cảm thấy là mình sẽ tự tin cũng như là mình phải thành công ở ngôi trường mình chọn, chứ không phải là mình đi là để
mình đi là theo một mục đích riêng gì hết. Thật sự thì trước khi mà mình làm giấy tờ ở Tân Đại Dương thì trước đó là mình đã từng đi rất là nhiều chỗ khác. Họ đòi hỏi quá nhiều thứ, cũng như là làm cho mình cảm giác như là mình thôi là mình muốn bỏ cuộc luôn rồi đó, mình không muốn làm nữa. Khi mà mình được bạn mình á chỉ cho mình á qua bên Tân Đại Dương để làm giấy tờ, nói tại vì bạn của mình á là từng làm ở bên đây và đã đậu visa đi từ khoảng 2 năm trước. Trong lúc á là làm ở bên đây á thì mình được các anh chị cũng như là các anh chị cũng như gia đình hỗ trợ cho mình rất là nhiều, giúp mình có thể là tiếp tục cái ước mơ mà mình sẽ được đi du học Úc. Bởi vì trước đó là mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ đi được, bởi vì giấy tờ đối với gia đình của mình lúc đó rất là khó khăn. Nhưng mà sau khi qua bên Tân Đại Dương để làm giấy tờ thì mấy anh chị chỉ cho mình rất là nhiều con đường để đi, chứ không phải là chỉ đi một con đường như vậy. Và mình được đi theo một con đường mà rất là dễ, cũng như là là em không phải là hết hy vọng để đi nữa, mà em còn rất là nhiều đường hay là nhiều cách, nhiều cơ hội để đi. Khi mà mình đã đi đậu visa đi du học Úc rồi á thì mình thật sự có lời khuyên dành cho các bạn là nếu mà trước khi mấy bạn cũng giống như mình á là đã đi nhiều nơi và nhiều lần mà cảm giác như là mình cảm giác như mình đã muốn bỏ cuộc rồi đó, thì các bạn đừng có nản, bởi vì còn rất là nhiều cơ hội, cũng như là còn rất là nhiều những con đường dành cho các bạn lựa chọn. Các bạn cũng học trường này thì các bạn cũng có thể học trường khác, nhưng mà thật sự đối với mình á thì sau những lần thất bại trước thì mình nghĩ là các bạn nên thử đến trung tâm tư vấn Tân Đại Dương để được các anh chị tư vấn cũng như là hỗ trợ cho các bạn. Chứ nếu mà các bạn cũng như mình á, đi nhiều nơi rồi nhưng mà thật sự đó là mình thấy là đây là lần cuối cùng, đây cũng là nơi dừng chạm cuối cùng của mình, bây giờ mình đã đậu visa.